sau này con đánh nó cũng được. Cái tạng nó bắt nửa chừng là thôi á. Rồi, nó đây. Không rau hết rồi, xanh nó mới giữ, bây giờ chấm nhau mình cũng qua. Rồi, đúng rồi, từ. Đúng rồi. Đó, vậy là hay ra. Rồi. Rồi, sao hết. Rồi. Rồi, đúng rồi. 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 Không sao, nửa chừng lên. Rồi, nửa chừng qua đây qua thầy nè. Vậy thì được rồi đó, nhưng mà chưa theo ý thầy. Họ thấy không, thấy dễ không? Nhưng mà dễ luôn, có như giỡn luôn mà. Đó, thấy không? Nhưng cái bè là người ta nói là khó nhất mà đối với thầy không có thành vấn đề gì hết. Hai bên giống nhau, loa bè thì thế thôi. Đó có bộ mình thích, có chân qua đây con, xin chân qua đây tí, chân trước ra đó, chân qua tí. Thì nó gần với cái banh hơn, nó có đánh lẹ hơn. Đó, rồi, cũng lên hết cái vai con luôn. Rồi, sao từ từ. Sao không cần nhắc, không cần nhắc, mở ra đèn ngó nè, đánh, rồi, mở ra đèn ngó nè, đánh, ngó nè, đánh còn giữ cái dẫn của con luôn, ngon được, giữ cái dẫn của con, không được nhanh quá đâu, không cần quá nhanh, từ từ, không rau hết con.